Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, nhất là những người dân sống ở khu vực quận 5, đã không ít lần nghe thấy hay tận mắt chứng kiến về sự hiện diện huy hoàng của Tân Kiều Plaza, biểu tượng một thời của Sài Gòn Chợ Lớn, một trong những tòa nhà cao nhất nhì Sài Gòn vào những năm đầu 90. Đi đôi vào đó là những lời đồn thổi về tòa nhà Hồng Kông ma ám này. Vậy những lời đồn đó là gì? Hãy cùng theo chân Ly Cường tìm hiểu một chút về nó nhé. Thuận Kiều Plaza, nay đổi tên là Radin Mall, nằm trên đường Hồng Bàng, quận 5. Đây từng là biểu tượng cho sự phát triển của Sài Gòn cách đây hơn 20 năm. Ban đầu Thuận Kiều Plaza được xây dựng để trở thành một khu mua sắm giải trí và khu căn hộ kết hợp. Nhưng đến nay, tất cả ba tòa nhà này đều không được sử dụng. Mặc dù đã khoác lên mình màu áo mới được 4 năm nay, nhưng khi tôi trở lại đây, vẫn còn cảm giác đầy u ám, lạnh lẽo và ma mị. Hầu như tất cả các tầng trên đều không còn ai buôn bán. Thậm chí không có một người nào lãng vãng trên đây ngoài tôi. Tin đồn thật hư đến đâu thì chưa rõ, nhưng người ta kể lại rằng vào những năm 80, trong khi tòa nhà đang được xây dựng, một số công nhân đã thiệt mạng do sự kém an toàn trong công tác bảo hộ. Tuy nhiên vì đền bù không thỏa đáng dành cho những công nhân này, nên Thuận Kiều Plaza đã bị yểm bằng một câu thần chú của người Trung Quốc. Hay cũng có những tin đồn cho rằng khi Thuận Kiều đang được xây dựng, vì có mâu thuẫn với chủ đầu tư, người thiết kế bản vẽ là người Trung Quốc đã chôn ba hũ cho cốt trinh nữ xuống ba trụ của tòa nhà. Từ đó những lời đồn ma ám càng xuất hiện nhiều hơn. Có một câu chuyện ma xảy ra vào năm 2010. Một lập trình viên tên Minh của một công ty phần mềm có trụ sở ở Hàn Quốc thường làm việc về muộn nên đã nhiều lần đụng phải những hiện tượng kỳ bí trong căn phòng 302 ở khu căn hộ chung cư này. Sau những lần tự mình kiểm chứng thì Minh hỏi lại mấy anh chị làm chung phòng thì họ cũng khẳng định thỉnh thoảng cũng nghe tiếng nước chảy trong bếp hoặc nhà tắm, và những khi ở lại trải thường thì hiện tượng xảy ra trong tầm tối khoảng 8 giờ trở đi là tiếng nước bắt đầu chảy. Dù họ chắc chắn là trong phòng không còn ai, bởi vậy mấy ông bà không ai dám ở lại làm trễ. Chỉ có mình Minh mới vô không biết. Ngay cả những người bên trong phòng 304 thì họ cũng nói nhiều lần nghe những tiếng âm thanh kỳ quái. Và dĩ nhiên là họ đã thuê dịch vụ chuyển nhà dọn đi nơi khác sau nhiều lần chứng kiến cảnh tượng kỳ quái này. Phải nói đến tiểu sử của căn phòng 302 ở tầng 30 này, được bác bảo vệ kể trước đây có một đôi vợ chồng Việt Kiều cũng thuê. Sau một thời gian thì họ đề nghị chuyển nhà từ 302 sang 301. Nhưng không lâu sau thì họ tìm dịch vụ chuyển nhà chọn gói dọn đi luôn. Nguyên nhân vì sao thì họ không nói. Chỉ biết cái ngày mà họ về đi, họ đốt nhang khói hương nghi ngút trong căn 301 và cắm 3 cây nhang lên núm cửa của căn 302. Trải qua nhiều lời đồn thổi về những câu chuyện tâm linh xoay quanh khu trung tâm thương mại Thuận Kiều Plaza, nhưng nó vẫn đứng đó sừng sững cho đến ngày nay. Tuy rằng nhiều hộ dân đã chuyển nhà đi nơi khác và được tập đoàn mới mua lại sau đó chỉnh trang rồi được đổi tên thành The Radin Mall, tuy nhiên những câu chuyện bí ẩn nhuốm màu liêu chai vẫn luôn là đề tài muôn thuở của tòa cao ốc này. Có tin đồn cho rằng việc chủ đầu tư cũ đã bỏ tiền ra xây dựng tòa nhà này không vì mục đích kinh doanh, mà để chứng chặt cho vượng khí của khu Chợ Lớn quận 5 không bị thoát ra ngoài. Cũng có người phát thoại nhìn từ xa tòa nhà giống hình ba cây nhang là cách ứng chặt để một mặt tà khí không thể xâm nhập, mặt khác có tác dụng giữ được mạch khí cho khu vực. Cũng có tin đồn khác dẫn lời một người ở quận 5 nói rằng đã có đoàn phong thủy giỏi từ Trung Quốc sang thành phố Hồ Chí Minh giải mã cho tòa nhà và kết luận rằng nơi này phạm phong thủy do nó giống như con tàu ba buồm nhưng phần cột quá to, trong khi thân tàu quá nhỏ nên mất cân đối dễ đắm. Đường Đỗ Ngọc Thậm sẽ dọc khu B và khu C không khác gì đục một lỗ thủng vào con thuyền Thuận Kiều Plaza, khiến nó bị đắm trong thời gian rất ngắn. Và cũng chính tại nơi này vào năm 2002 đã xảy ra một vụ thảm án kinh hoàng gây hoang mang dư luận. Tại chính khu vực này cách đây gần 20 năm đã xảy ra một vụ án mạng chấn động kinh hoàng gây xôn xao dư luận vào thời điểm đó. Đó là một vụ án của cặp đôi tình nhân. Theo tôi được biết thì cặp đôi tình nhân đó đã có một sự mâu thuẫn và đứng tại đây, chàng trai đã rút súng và bắn vào đầu cô gái, sau đó chàng trai đã tự tử. Nạn nhân là cô gái sinh viên còn rất trẻ và một thanh niên được xác nhận là thượng sĩ thuộc đội cảnh sát hình sự thành phố. Qua điều tra, sau khi ăn tối cùng gia đình của cô gái xong, cả hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Lúc đó nam thanh niên đã dừng xe ngay tại chân Thuận Kiều Plaza, một cuộc cãi vã lớn tiếng. Đỉnh điểm là khi hiểu lầm là người yêu mình lén lút giấu mình sau lưng có người thứ ba, thanh niên ấy đã không thể kiềm chế liền rút súng kê thẳng vào đầu cô gái. Cô gái quát lớn vào mặt chàng thanh niên: "Dừng lại, anh bình tĩnh, rút súng nghe em dặn." Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Sau khi giết chết người yêu của mình, nam thanh niên nhìn xung quanh rồi chạy tới ôm chầm lấy xác người yêu,
vừa khóc vừa cười như điên loạn, rồi quơ lấy súng tự tay chĩa thẳng vào đầu mình rồi hét lớn: "Anh tới với em đây!" Chàng trai lăn ra tại chỗ nằm cảnh sát cô gái. Vài phút sau, công an có mặt để phong tỏa hiện trường vụ án mạng. Người nhà của nạn nhân cũng đã tới, rất nhiều người dân đã hiếu kỳ đến xem. Sau sự kiện đó cũng đã có rất nhiều câu chuyện ma ở Thuận Kiều Plaza được thêu dệt lên. Có người thì kể thi thoảng vào mỗi buổi sáng tầm 4-5 giờ đi tập thể dục lại thấy bóng dáng của một cặp nam nữ đứng ở trạm xe buýt. Lâu lâu cứ canh có người đi đường ngang thì lại van xin đòi trả mạng. Người thì chết oan, kẻ thì tự sát nên linh hồn không thể siêu thoát. Có người thì nói mỗi khi về chập tối là lo tranh thủ dọn hàng ở quầy sạp thật sớm, tránh về trễ nếu không sẽ gặp ngay hồn ma của cô gái năm xưa bay qua bay lại trong hành lang. Có anh bảo vệ kia nửa đêm đi chợ thì tình cờ gặp một cô gái dính đầy máu đòi đi nhờ thang máy. Thế là anh bảo vệ ấy mặt mày tái mét chết lặng rồi té xỉu.